này thì chúng tôi cũng xin trình bày vài đoạn để cho toàn thể chư đồng đạo chúng ta cùng chia sẻ mà tu trong cái theo cái đời Hạ Quân đã sắp hết. Vì ông sư Giải Bán Khoai thì ông nói rằng Hạ Quân đã giáp tý bằng nay, cơ trời là khiến lập đời thượng quân. Thì hôm nay thì quý vị đã thấy được cái lời của ông sư Giải Bán Khoai. Dạ. Thì nguồn gốc của ông sư Giải Bán Khoai đó thì là nói chung là các vị hoằng đạo sau Đức Phật tại Tây An. Bởi vì trong cái thời gian mà các vị hoằng đà sau thời gian là ông thời gian tại Tây An mình ra đời mở đạo tại Tổng Sơn đó năm 1849. Sau thời gian ngài truyền đạo được là trị bệnh cho cô bác nhân dân ở miền lục tỉnh này đó được 7 năm. Thì ngài dương tịch. 7 năm hả? Ngài dương tịch. Rồi ngài dương tịch sau 7 năm thì có ông Phật Trùm ở núi Tà Lơn. Là ở Tà Lơn là cái này Tà Lơn, Tà Lôn chứ không phải Tà Lơn nha, núi Tà Lôn ở Ti Tôn. Rồi ông Phật Trùm này có 7 năm thì ông cũng dương tịch. Rồi thì ở Ba Chúc là ông đạo khi hoàng đạo Hiếu Nghĩa đó là Đức Bổ Sư là ngài Đô Ngô Lợi, ngài cũng truyền đạo và cứu đời trị bệnh các chùa lập giáo cũng được 7 năm. Rồi sau 7 năm đó thì tự nhiên ở trên kinh Vĩnh Tế đó thì người ta thấy có một cái một ông cụ già thân hình thì mảnh mai, ông thường chèo ga đi bán khoai, mà trong đây là 11 hồi là do ông sáng tác. Đó. Nhưng mà nó may mắn sao nhất đây là quý vị biết không, thời gian trước thì có 7 vị, có 7 năm, 7 năm thì một vị hoặc Phật. Mà tới chừng ông sư Giải Bán Khoai đó, mà ông vắng bóng đó, cái này là gọi ông vắng bóng chứ không biết ông đi đâu nha. Cho nên người ta nói ông sư Giải Bán Khoai vắng bóng, ông đi đâu không biết. Cho đến mãi miết đến 35 năm sau, từ cái ngày mà ông vắng bóng đó, ở kinh Vĩnh Tế đó, Bán Khoai đó, thì 35 năm sau tại thôn Hòa Hảo là của thầy đó, thì ở trên Hòa Hảo đó thì Đức Thầy mình mới ra đời là lập đạo ở tại Hòa Hảo là sau 35 năm. Thì đây là mình kể lại là lời người xưa nói đó là tất cả những vị này là trong nguồn gốc của đạo Bổ Sơn Kỳ Hương mà ra. Cho nên người ta gọi là các vị hoằng đạo sau Đức Phật Thầy. Còn thập nhị hiền thủ thì là khác. Nhiều khi người ta so sánh không phải, người ta nói trong nhập mà thập nhị hiền thủ đó cũng là các vị hoằng đạo là không phải. Hoằng đạo là mở cơ phổ hóa, mở cái tôn giáo dầu ít hoặc nhiều để dạy đạo, thì đó mà là y như lời mình trao đổi dưới đây. Còn các vị mà thập nhị hiền thủ đó, tức là 12 ông đạo, người ta gọi là 12 ông đạo là đệ tử của Đức Phật Thầy. Thấy không? Đệ tử ruột đó là chỉ có 12 ông mà thôi. Cũng như hồi xưa đi, thời gian mà truyền đạo ở Ấn Độ thì có ai đâu, tổ đâu có mấy người đâu. Thấy không? Chỉ có từ tổ ông là Ca Diếp nha, cho đến các vị giỏi nhất là tới A Nan là các vị tổ đó là nhất rồi. À, cũng như thời kỳ này thôi đó, các vị tổ từ Ca Diếp đến A Nan phải không là dứt chỗ đó, rồi từ đó sau này các vị tổ sau này ta mới qua Việt Nam nè, ra qua Trung Hoa đó, người ta truyền đạo tới Việt Nam mình thì tổ nó có cái đó gọi là tổ thôi. Còn các vị mà vì trong cái thời gian mà truyền đạo ở Việt Nam này là chỉ có Đức Thầy thôi, Đức Thầy là Đức Quỳnh đó, cái giáo chủ đó, ngài đó là mở cái đạo là thừa dưng sắc lệnh của Đức Cộc Hoàng và bốn vị là ở đây Đức Cộc Hoàng là năm vị là để xuống thế gian này dạy đạo trong thời kỳ chót. Mà Đức Thầy đã nói trong cái bài sám giảng của ngài đó là Hạ Quân này đã hết đời, mà Đức Thầy có nói trong cái bài mà khải cái bài mà sứ mạng đó, thì Đức ngài cũng nói là thời kỳ chót mà ngài đã ra đời mở đạo, chứ không còn một vị nào mà
là Phật nữa để xuống thế gian hết, mà Ngài chỉ là ta thừa dương sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Mà nói đó là trong một giáp ăn cần si tính, mà một giáp là làm sao, tức là đầu con giáp là tí sửu dần mẹo thìn tỵ ngõ mùi, mà Ngài nói rồi đó, là cái là cuối năm thìn sẽ lo do lo vận chuyển đó, sứ hà tiên linh hiển cơ quan ngang nhân sanh sa hiệp một đàn hết thìn rồi rập nhân hoàng hội ra rồi, rồi làm sao mà con đọc như vậy rồi, rồi làm sao mà thiên cơ với đoạn thầy cũng nói nè, cũng bàn qua bàn lại hoài là trong bá tánh muốn nơi cao quý phải chi tầm quyền bí nơi cơ. Dạ. Bây giờ mình không có chi cầm sao mình biết được mình tu? Không phải, cái quyền bí nơi cơ là gì? Là nhận thức được lời nói của Phật sâu kín để chúng ta đem vào tâm. Mà thầy nói rồi, nếu ai biết đặng mới đáng ri con trời, coi rồi cắt kính vào tâm, nghĩa đen bàn trắng ác lâm khổ hình. Còn này tại anh em đồng đạo mình thôi à, làm là nói ra như vậy đó, thời thầy mình để người ta sỉ dục đạo mình thì mình cái anh nói ra anh cũng có tội nữa, mà người phê bình cũng có tội luôn, thấy không? Tại vì mấy anh không nghe lời thầy đó, như lời thầy thì đọc như con đi đó, đọc đi, cứ việc đọc đi. Nay thầy nói là sao thầy nói sao, thầy nói nè, hạ nguân đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ, gia can năm mèo kỹ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng trước chi, ngồi buồn điên tỏ một khi bá gia khổ não dậy thì từ đây nè, khổ rồi, khổ hồi năm 39 tới giờ mới khổ đây nhé. Mà đồng đạo chúng ta thấy khổ không? Đâu phải theo đồng đạo không thấy rồi. Hồi xưa thì ông Phật thì dạy, hồi đó là đời thượng nguân, ông dạy hơi cao cấp cho những người mà thông minh trí huệ thuộc dễ hành theo. Bây giờ Đức Thầy muốn sau này Đức Thầy dạy là quyết dạy trần nên nói lời thường cho trên chúng đời nay dễ biết. Thầy mới xuống đây á, thì Đức Thầy dạy là chấn hưng Phật Pháp, canh tăng giáo điều. Chấn hưng Phật Pháp là cái Phật Pháp mà hồi xưa đó, Đức Phật để lợi đó là nó bây giờ tam sao thất bổn, nó có khi nó in nhiều lần đó, rồi nó sai chạy những cái lời chánh của Đức Phật. Nên Đức Thầy mới cho là canh tăng giáo điều đó. Còn chấn hưng Phật Pháp lại đó, chấn hưng Phật Pháp cho đúng lại. Và canh tăng giáo điều có nghĩa là thời kỳ này đó thì đời hạ nguân phải nói theo thấp. Thì những người người ta thông minh trí huệ, những người mà có căn tu đó là người ta đã giải thoát hết rồi. Mình thì cái người còn căn cơ còn thấp kém, nên Đức Thầy mới nói cái bài thấp cho để mình tu. Nên đạo Phật giáo Hòa Hảo là canh tăng giáo điều là những cái điều đó. Hồi đó có cái ông sư đó lại hỏi Đức Thầy, nói hồi đó Đức Phật Thích Ca hồi đó đã giai đạo ra tới mấy ngàn năm nay, thì người ta đã cao niên, cao mà thông minh trí huệ người ta đã tu hết rồi, mà bây giờ ông ra ông giải đạo mà làm sao mà có người nào tu nổi. Cái nói Đức Thầy mới nói có một, tôi có một cái lò để mà lọc sắt mà thành thép, nên cái lò tôi mà lọc sắt thành thép được. Nên bây giờ cái người tu bây giờ là giàu cho trí huệ thông, kẻ thông minh người ngu dốt gì cũng, những người quê dốt thật thà cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao. Khi người tu tính ít nhiều cũng hay, những người mà ta không thông minh trí huệ đó thì người ta tu thấp được. Còn như đạo Phật Thích Ca hồi đó thì những người tu cao mới đi tu, còn đa số là ở nhà ta không tu. Còn Đức Thầy dạy tu tại gia. Và kính thưa chư quý vị, nãy giờ mẫu chuyện tôi cũng kể thấy mẫu chuyện đạo, mẫu chuyện xưa đó. Thì trước nãy giờ bây giờ tôi kể cái mẫu chuyện nay mà Đức Thầy dạy mình để cúng lại, như sự cúng lại nó có linh nghiệm ở chỗ nào. Là nó có cái mẫu chuyện như vậy nha. Có ông Hai Hi này ở ông xã Tân Phước nè. Cái ông hồi đó đó, cái ông mé mướn thằng mé cây, ông đứng dưới nè, ông mướn mé cây, cái có hôm đó cái đúng mà cái thằng mé cây nó chặt cái nhánh cây nó gớt xuống, cái ổng gặp nhỏ nó chạy ngang, ổng la không kịp, nó chạy ngang cái nhánh cây nó gớt xuống chúng nhỏ ngay đầu chết từ. Cái đó là hiện tại ở xã Tân Phước nè, cái chết từ cái ông, cái thằng nhỏ nó chết xuống dưới đó, vì nó còn nhỏ, nó chưa có tới số, nó xuống dưới nó còn sống, nó nói với Diệm Vương đó, nó bây giờ tôi kiện ông đó tôi chưa mãn số mà ông mé cây ông làm cho mà chết tôi vậy đó, thì
nhờ Diêm Vương phải xử. Cái ông Diêm Vương bữa đó ông mới mà sai mà Ngưu Đồng Mở Diện đi lên cái bắt hồn ông hồn cái ông hay hia đó, bắt hồn ông xuống dưới cái mà ông nói thằng nhỏ này nó thưa ông nè, rồi ông mẹ sao nói tôi hồi đó tôi mé cây chúng nhỏ này chết thiệt, nhưng mà con cái là tôi mới thường tiền bạc cho cha mẹ nó rồi, thì chính quyền thì cũng xử xong rồi, tôi thường bạc cho nó rồi, chỉ là cái chuyện ở trển nó xong rồi thì tôi là tội tôi cũng phải thường thường bồi rồi, xong rồi rồi sao cái ông cái thằng nhỏ nó nói ông thường bồi vậy chứ có chứng cứ ai, cái ông chỉ ông ở xóm đó cũng có chứng cứ ông đó đó, cái ông Diêm Vương nó bây giờ chứng cứ ông đó mà chưa có ở đây thôi để cho lên trển đòi ông xuống coi, mà ông ông nói có thường đầy đủ không, cái ông nói vậy vậy thôi bây giờ tao trả hồn nhà ngươi về trển, về trển mà rồi cái đúng một tháng sau, đúng tháng sau cũng ngày này á, đúng tháng sau ngày này thì mới bắt hồn ngươi xuống để mà có nhân chứng, mời nhân chứng lại là đúng tháng nhân chứng lại đây mà đối chứng. Cái ông về đúng tháng sau, bữa đó ông đi chúng cái như ngày rằm vậy ha, cái tháng sau cái đúng cái ngày rằm đó đó, cái ông mới mời cái đồng đạo lại, ông nói bây giờ tôi thì bị thưa kiện gì, ông kể lại cái khúc này là cũng như ông kể lại nha, ông kể ông nói vậy đó, cái rồi cái đồng đạo nói là bữa nay vậy là ông hứa bữa nay ông rằm này ông đi nữa ha, để tôi mà ở đây tôi lại đây tôi coi ông đi làm sao. Cái đồng đạo lại đó cũng ngồi đông, người đông cái ổng biết ngày nay là cũng bị mời với Diêm Vương mời mà cũng sợ đó, cái ông ra ngoài bạn thiên cái ổng cúng, ông đi cúng xong cúng tới cũng lùi hai ba quận rồi cái cũng chưa có bị bắt, cái ông ra ngoài bạn thiên cái ông ngồi ông niệm Phật luôn, ông ngồi niệm Phật đó hoài, cái tới tối tới khuya cái không có bắt hết, không cái rồi người ta đồng đạo đó người ta về hết, ta nói vậy là Diêm Vương không có bắt ông rồi, đang không xong rồi, thôi tôi về. Cái gì cái ông vô mùng ông ngủ cái 9-10 giờ cái ở dưới lên bắt ông đi tuốt đi nửa đêm, đi nửa đêm bắt ông dưới gần cái ông Diêm Vương ông nói kêu mấy thằng mà mời đó cái sứ giả mà Ngưu Đồng Mở Diện đó xuống dưới mời xuống dưới, mà tại sao mời gì mà biểu mời hồi sáng đến giờ nhân chứng ở đợi đây mà rồi các ngươi mời sao mà nó tới bây giờ mới xuống dữ ra trễ dữ mới xuống à? Cái nói tôi lên trển á, cái tôi tính bắt hồn ông đi, rồi tôi thấy ông cúng, ông đang cúng, khi nào ông cúng đó có long thần hộ pháp độ ông, hộ ông ngồi đứng hai bên, tôi vô tôi bắt không được, cái giờ cúng tôi bắt không được, cái ông cúng xong cái tôi đợi viết 2-3 tiếng hồn ông ra ngoài bản thiên ông ngồi ông niệm Phật, vì ông sợ quá ông niệm ông làm tới phi luôn cái tôi thấy vậy, ở tới phi luôn cái tới chừng ông thôi cúng, ông thấy ông nói chắc tôi không có còn gần đây, cái ông vô nhà cái ông ngủ, ông vô nhà ngủ tôi mới bắt được, cái này trễ cái giờ làm việc cái trễ cái gì mà sự kiện này rồi, cái nhân chứng gì hết, cái thành ra ông nói nhờ cúng đó mà cái có lệnh của Diêm Vương lên bắt mà nó còn vô bắt không được đó, thành mình thờ mình cúng đó. Bởi nói niệm Phật có 4 thần linh thường thường ủng hộ bên mình mộ khang, và cái lưỡng thần mà long thần hộ pháp thường thường cái hầu cái người cúng, nên cái giờ đó ông cúng như vậy mà dưới mà không có lên bắt được. Rồi cái ông Diêm Vương ông nói hồi nãy giờ có nhân chứng tới rồi làm như các ngươi không có tới đây, nhưng mà cũng hỏi nhân chứng nó có vậy là cái chuyện đó cũng như xong, nhỏ nó cũng chịu đi rồi, bây giờ nó cũng không có đây, nó đi rồi, vậy là nó hết kiện rồi. Vậy là nó muốn nói cái mẫu chuyện này là hiện tại, nhưng mà muốn nói là cái người mình cúng lại đó được có long thần hộ pháp độ, ma tà nó không có tới được. Ở cái câu nói tu cho quỷ khiếp thần khâm, quỷ khiếp thần mà còn phải khâm đâu có dám vô đó. Là cái mình tu mình phải cần biết cái lợi ích, nhưng những người có biết lợi ích rồi đó mà người ta có nói mà tu hành mà những cái họ lại dùng cái người đó là người ta
ta lên ta kể lên gì sao? Ổng mà ổng chết rồi ổng sống lại không mà ổng kể cái chuyện đó. Thì sao là nãy giờ nói như ông đó đó ha, ông kể lại là ổng sống lại rồi ổng về ổng kể. Thành ra cái xuống dưới là người ta mời xuống để sự kiện chứ không phải là tới số mà bắt. Anh ổng chưa tới số. Rồi ổng cho ổng về. Vì ổng mới kể lại cái chuyện mà đầu đuôi rồi ổng cúng lại sao sao đó là cái ông đó ổng kể luôn. Là ông đó ở Tân Phước nè. Thì cái mỗi chuyện cái tu hiền mà nó phải mình biết cái giờ mình cúng lại đó, mình phải cũng nên trang nghiêm, hai bên ta có hầu, nên cái người kỹ ta mới nói như vậy nè nghe. Nếu mình cúng lại mà có khi mình muốn nhổ nước miếng hay gì đó ha, thì mình ra bạn thiên nó không nên phun nước miếng ra ngoài nghe, long thần hộ pháp hai bên hộ đó. Cái có cái ông đó ông kể là cái người đó mà cúng lại cái bữa đó cái ngủ quên đó, cái có long thần hộ pháp ông kêu ông nói mà tới giờ rồi không ra cúng nữa, ta ở đây mà hầu hoài rồi, cái giờ cúng biết cái giờ này cũng ra hầu hoài đó. Thành ra mình phải nghe cái câu mà tu cho quỷ khiếp thần khâm, quỷ khiếp mà thần khâm cũng sợ nữa. Còn giờ nói cái vụ mà ông thần đó ông khâm nó hen, quỷ khiếp thần khâm. Bây giờ kể cái mẫu chuyện khác mà niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình, Mộ Khang. Cái ông đó ông tên là Mộ Khang nha, bị nói cái câu Mộ Khang đó là cái tên của ông Mộ Khang đó, nên cái ông đó ông Mộ Khang ông là Mộ Khang, còn em ông là tên là Thần Tỉnh. Thần Tỉnh cái hai ông đó, ông Mộ Khang đó ông tu theo pháp môn niệm Phật, ông tu pháp môn niệm Phật, còn ông Thần Tỉnh đó ông tu rồi cái pháp môn mà ông theo tu tiên chứ, tu tiên ông lên núi ông luyện pháp, luyện phép lên núi ông luyện phép, ông khi ông lên trển ông luyện phép nghe thời gian đó mà ông luyện phép cũng giỏi, ông đắc cái quả tiên rồi á, cái ông mời chư thần lại đem cơm lại cho ông ăn. Cái bữa đó ông biết vậy đó, ông nói vậy là mình tu này mình thấy mình đắc quả rồi, có lợi ích rồi. Bữa nào ông khỏi nấu cơm cho ông mà bắt ấn niệm cái chư thần đem cơm lại cho ông ăn. Cái đó ông Thần Tỉnh nha, ông đem cơm lại cho ông ăn. Cái ông xuống núi á, ông Mộ Khang thì ông ở dưới núi này ông tu niệm Phật, các môn niệm Phật không à, chứ không có luyện phép. Thành ra ông chưa có thấy cái quả ông cái gì trơn á. Cái ông em đó, ông Thần Tỉnh đó ông đi xuống. Ông xuống ông hỏi Mộ Khang vậy chứ, ông tu vậy chứ bây giờ ông tu trong mấy chục năm nay mà ông được cái gì rồi, ông chỉ cho tôi thấy coi. Cái này tôi tu rồi chứ tôi chưa thấy cái gì chứ, chuyện kết quả khi bỏ xác thì mới kết quả, còn bây giờ chưa thấy gì hết, chưa thấy kết quả gì hết trơn. Cái ông Thần Tỉnh ông nói còn tôi á, tôi luyện phép với anh là tôi sao anh, tôi luyện phép sao anh, mà tôi bây giờ tôi đã kết quả tôi thấy rồi đó, mà cái ông muốn thấy á, anh muốn thấy anh lên với tôi lại cho cốc tôi đó, cái tôi niệm chú cái tôi cho chư thần đem cơm lại cho anh để tôi ăn, cái anh thấy gì anh ngán tôi, cái anh phải theo tôi anh tu nha, chứ ông không kết quả hết trơn, mù mờ chứ không được. Cái ông nói bây giờ lên trển mà tôi thấy vậy đó ha thì tôi theo, mà điều chú nói ra thì tôi chưa tin, không biết mà có phải gì không. Cái ông mà Mộ Khang này ông lên núi ngay chỗ cái cốc ông Thần Tỉnh đó, cái ông nói bây giờ tới giờ cái ông bắt ấn niệm chú ông làm giữ đang cho chư thần đem cơm lại, bắt ấn niệm chú hoài cái ông chư thần không có lợi trơn. Ông có lại cái một tiếng đồng hồ sau ông này lâu quá không có rồi, ông ơi, ông nói phát lát ông nói không có rồi, thôi tôi về. Cái bắt đầu ông về dưới cái trên này cái chư thần, ông vừa dưới cái chư thần đem cơm lại liền. Bị ông hình sáng ông này ông kêu mà tu cho quỷ khiếp thần khâm, ông thần Mộ Khang ông có chư thần hộ đó, một chư thần đó lớn hơn cái ông chư thần của ông Thần Tỉnh. Nên ông không dám đem cơm vô, gặp ông chư thần kia mà cản, không dám vô. Cái tới chừng đó ông kia vô không được, cái tới về cái chư thần nó vô, cái ông Thần Tỉnh này không hỏi gì chứ. Sao nãy giờ không đem lại làm cho tao mất mặt với người anh ta là ông thằng Mộ Khang, bây giờ các ngươi giờ này mới đem lại. Cái ông nói, hồi nãy ông có chư thần hộ, tôi vô không dám vô không được. Cái ông nói vậy giờ thì sao, kêu ông kia lên nữa. Nói bây giờ ông mà ông tu mà ông luyện phép mà ông cản trở phép phá phép tôi, bây giờ ông lên tôi làm kỳ nữa coi. Cái ông lên kỳ sao cũng niệm chú cũng không có đem cơm lại được vậy trơn.
cái ông thấy vậy cái ông cũng về, về cái ông thần tỉnh ở trên này, ông mà thấy ông này vậy đó, ông có luyện phép có cây đao nữa nghe, cây đao phi tiêu đó, phi tiêu là phóng lên đằng ché đâm người anh cho nó chết. Ông mà chơi gì ông phá phép của tôi làm mất mặt tôi làm lu bu vậy. Ông về dọc đường cái ông kia mới phóng cây phi đao nó bay xuống đây tới thằng trại mà Mậu Khang đó, bay tới đó cái ông đi dọc đường đó cái gặp cây đao bay tới cái bên cái ghim xuống đất cái không có bay tới nữa được, ghim xuống đất cái ghim xuống đó đi lên núi thành ra cái đó đá trong ngoài đất cái vách đá đó mà cái gươm ghim xuống một cái mà lún vô đá nhổ lên không được. Cái ông về nhà ông im ru không có gì hết, còn ông thằng tỉnh ở trên này ông cây gươm mà bay đi đó thì ông cái thâu phép lại, thâu phép cái gươm lại để mà lấy cây gươm lại, thâu phép niệm chú thâu phép hoài cây gươm mà không được gì trơn, thâu phép không được cái ông đi xuống kiếm, đi xuống kiếm cái ông thấy cây gươm ghim dưới đá đó cái ông lại nhổ lên không lên, bị xuống đá mà làm sao nhổ lên nổi. Cái từ đó cái ông sợ cái ông tu niệm Phật này rồi cái ông tới xuống nói với ông Mậu Khang, ông nói bây giờ cái phép của anh là linh hơn tôi, mà tôi hỏi anh là không có cái phép gì hết, hay giờ cái phép anh là hay hơn tôi rồi, thôi bây giờ tôi tu theo anh. Cái nó tu rồi thôi đừng luyện phép nữa, thôi bây giờ niệm Phật với anh đi. Thành ra cái đạo Phật mà thắng cái đạo tiền, thắng ông thằng tỉnh đó cái ông tu theo ông tiền. Thì cái trở về cái mà cái đạo Phật chứ không có còn đi luyện phép nữa. Thì cái mẫu chuyện đó muốn nói là mình niệm Phật nó có linh nghiệm như vậy đó, là mình kể những mẫu chuyện gì đó sau này mình bắt chước niệm Phật nó có cái nhiều cái chỗ mà linh nghiệm. Với bây giờ ở thế gian này cũng tôi cũng nghe nhiều người niệm Phật mà có khi cái bệnh đó mà không bác sĩ không có trị nổi, bác sĩ chạy rồi đó mà niệm Phật nó còn phải hết bệnh đó. Mà muốn kể cái đó không kể cái đó, bây giờ mình nói cái chuyện nãy giờ tôi thấy đó ha, cái niệm Phật là cái và cái tu của ông đó, mình niệm Phật mà trong khi phải tu nữa ha, chứ Đức Thầy dạy mà giữ lòng thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, mấy chuyên tâm niệm Phật nè, có niệm Phật rồi mới giúp thế độ đời, không chứa điều phiền muộn. Còn cái câu trong kinh dạy là cứu khổ nam mô vô lượng phước, mình muốn vô lượng phước là mình phải niệm Phật mà phải cứu khổ người ta, gặp ai khổ mình phải thương, mình phải cứu giúp đỡ. Niệm tu thì tu theo những cái hạnh của mấy ông mà người ta tu trước người ta đắc quả đó, thì người ta đắc quả cao thấp gì đó mình muốn cao thì mình bắt chước theo những cái ông cao để mình tu đắc quả cao, còn muốn thấp thì tu theo mấy cái hạnh thấp, mà anh thấp mình dễ tu, mình cái khả năng mình có thể tới đâu mình làm tới đó. Là nhờ cái mẫu chuyện đó vậy đó hen, thì cái và ông đó ông đi ra tới đó thì ông tu theo đó thì hết rồi mình phải bắt trước theo đó, mình muốn niệm Phật thì phải vậy, thì giữ lòng thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh đó. Bây giờ đa số mình tu là chưa có mà tránh những cái hờn giận được. Ông Thanh Thủy ông nói lánh rồi cái ghét cái ưa, gặp ông đại giáp thượng thừa tối cao. Bây giờ mình gặp cái chuyện gì mình không ghét và mình không ưa, chỉ có hai chữ thôi quý vị ơi, mình thấy cái hai chữ là mình thấy dễ lắm nha. Mình gặp ai cũng đừng ghét hết trơn á, còn cái những cái ham muốn của mình á, cái gì mình cũng đừng ưa hết. Như cái sáu căn mà nhiễm sáu trần đó ha, mà nhiễm á, thì mình đổi cái chữ nhiễm lại là mình để chữ không, là không nhiễm. Đức Thầy dạy mình là trong tám điều quan cấm chỉ điều thứ nhất đó là mình nhiễm ha. Điều thứ nhất là chẳng nên uống rượu, cờ bạc, áo phiện, chơi bời theo đàn điếm để giữ cho trọn nguyên lý tam căn ngũ thường. Thì cờ bạc, áo phiện, chơi bời theo đàn điếm đó thì mình đã nhiễm rồi, mình phải bỏ chữ không là không nhiễm cờ bạc, không chơi bời theo đàn điếm, không uống rượu. Bây giờ những nói cái mẫu chuyện mà khác cái về cái nhân quả nha, mỗi chuyện này thì nó cũng hơi dài, nói chuyện xưa đó. Mà hồi đó có ông Ngọc Lam và Ngọc Lâm, cái đó là cũng có cuốn sách ở trong kinh dạy à. Ngọc Lam và Ngọc Lâm hai anh em mà tu huyền, cái mà tới ông Ngọc Lâm đó, ông cái kiếp trước ông có tu rồi mà ông đã gieo duyên rồi nên kiếp này ông
chở thầy tu, ông tu giỏi lắm, có ông Ngọc Lam thì ông người Anh. Bây giờ kết thúc cái tài này, cái đống chuyện để cho lần sau đấy này 4 giờ mấy gì tới nhà đấy, tỉnh cũng xa lắm. Dạ, những cái mẫu chuyện này tính hơi dài, nãy giờ thôi bây giờ để kết thúc nói chuyện quý vị nãy giờ. Cũng như tôi nói ở đây thì cũng sau này cũng có quý vị có nhiều người nghe, mình thấy cái mẫu chuyện nào mà mình thấy nó có lợi ích đó, thì đối với con người mình có biết đạo thì nữa là mình theo Phật thì Phật trước, theo Phật là Phật dắt, con ma qua diều, con ma ma diều nghe quý vị, mình thấy là Phật dắt thì nó về cái cõi sung sướng, ma diều là về cõi khổ. Quý vị cũng nghe những cái mẫu chuyện nào mà mình thấy có lợi ích mình cũng gắng bắt chước theo, dầu có cực khổ sau này cũng phải gắng làm theo. Nó câu chánh tinh tấn dầu thành hay bại, cứ một đàn tín ngưỡng của mình, dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng một cứ một đàn đi tới. Và câu mà đạo cao ma khảo, khảo không rơi ta bảo ma nghe, khảo rơi ma và chúng đồng phe. Nếu mình tu thì đạo cao thì ma khảo đó quý vị, mà đời ma pháp tà cao hơn chánh, buổi hải quân ít thánh nhiều phàm. Bây giờ mình thánh ít lắm nghe, mà tà giáo mạnh là khổ cho chánh đạo, kẻ tu hành bị khảo mềm xương. Mình tu mà bị khảo mà quý vị, mà nhưng mà gắng cho đừng có rơi. Đạo Phật thì có cái luật nhân quả là để mình phải biết để mà làm cái chánh, trong cái đó là mình học Phật là để mà tu nhân, học cái lời của Phật có dạy, dạy thì mình làm hiền thì gặp hiền, làm ác thì gặp ác. Cái trồng bông kiển giống chị hưởng nấy đó, thì khi nào mình muốn cho cái sau này á, khi nào mà cha sanh thì phải có tử, sau này thì có cái câu mà mình làm đạo đó, thì nếu mà làm đạo đúng á thì nên làm không đúng thì cõi âm thần bệnh thái dịch ôn chờ mãn phước ra tay bẻ họng, thì cũng có cái bên cái âm mà bên cái ác đó nó chờ. Còn nếu mà mình làm phải á, thì cũng có ơn trên chờ mình, có nghĩa là chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Về ngôi là cái cõi này là khổ, mà mình Phật được rước á, thì mình về cõi trên, cái cõi cái sung sướng. Vì cái đối với cái luật nhân quả là mình muốn trồng về cái cõi trên, hay là mình muốn nhân quả mình trở xuống, thì có cái người mình phải chọn một cái gì, ai cũng có biết cái mà cái sung sướng chứ không ai mà chịu cái cực khổ. Nhưng mà tại vì mình không biết, là không biết nên là mình chưa có giác ngộ, mình còn nó cái sự mê lầm, nên mình phải biết cái lực nhân quả là phải trả dai, rất là không có lọt được người nào hết trơn á. Lưới trời tuy thưa nhưng không có lọt được mãi lông, thì mình phải làm cái chuyện là Đức Thầy nó làm theo lời chỉ, ngày ngày gặp ta, Đức Thầy có chỉ mình dạy đó, thì trong Đức Thầy dạy là phải 10 điều tam nghiệp sanh 10 điều ác, 10 điều ác mình phải tránh 10 điều ác để mà làm 10 điều lành, thì cái đó là có mới có là nghĩa nhân, mới chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Còn bây giờ mình làm 10 điều ác thì cõi âm thần bên thế dịch ôn chờ mãn phước ra tay bẻ họng. Mình làm điều ác thì nó có phước, nó mất phước. Thì con người mình sống trên cái cõi này thì do nên mình có phước cái kiếp trước. Bởi vì kiếp trước có mở hồ bao bố thí nên kiếp này địa vị giàu sang. Còn kiếp này bỏng sẻn tham gian, kiếp sau mà đói khó nghèo nàn tả tơi. Vì mình phải chọn cái những cái phước. Nhưng mà làm cái chuyện làm thì phước mình nói rồi cái... Cái, bây giờ tôi xin kể những cái mẫu chuyện nhân quả xưa và nay. Nhưng hiện nay có cái thằng đó nó tu nghe, cái ông đó ông ghét mấy người tu, cái ông lại ông hỏi mày mà tu mà mày nữa mà thành cái gì mà mày bày đặt tu mấy cái nhỏ nó nói tôi tu mà thành cái gì cũng tu phải thành đó mà nói mày thành gì cái này. Nếu tôi ăn rau rồi nữa thành rau, ăn tương là thành tương. Cái ông nói mày nói ăn cái gì thành nấy phải không, cái nào ăn gì thành nấy, rồi mày nói tao tao ăn thịt chó thành gì. Cái nói cái đó ông hỏi chứ tôi không có nói cái đó được, tôi nói tôi hả, vì bổn phận của mình mình tu mình phải nói cái chuyện của mình, còn chuyện người ta thì người ta làm cái gì thì người ta tự biết. Thì mấy ông khi nào ông nói gì là ông tự biết đi, chứ còn tôi mà nhân quả tôi biết, tôi không có nói cao với ông là tôi nói ăn tương thành tương, ăn rau thành rau à.
Rồi bây giờ mình kể cái những cái mẫu chuyện về nhân quả từ xưa nha quý vị. Thì hồi xưa đó có cái chàng A Ca. Chàng A Ca là hồi đó đi mà ở nhà đó, nó mới lập cái tiệm nhỏ đi buôn bán. Buôn bán trong một tháng cái là cộng sổ lại cái nó lời được 2 đồng. Lời được 2 đồng cái đem ra bố thí hết 2 đồng lời đó, chỉ còn cái vốn để mà buôn bán nữa. Cái kỳ sau cái nó là lập cái quán hơi lớn hơn. Lớn hơn chứ không còn cái quán nhỏ nữa, làm cái quán lớn hơn. Cái tới chừng sau này cái nó tới chừng được 2 tháng sau cái đem sổ ra cộng cái lời được 4 đồng. Bố thí 4 đồng luôn. Cái trở ra là cái làm cái trở lại bốn quán nữa, cái người ta lại người ta mua đồ đó. Nói mày tu hiền mà bố thí được như vậy thì cũng có phước, nhưng mà có phước ít quá, bị bán có cái quán nhỏ. Bây giờ muốn phước nhiều phải không? Muốn phước nhiều là phải ra cái làm cái nghề hàng hải, là buôn bán sang qua nước ngoài á, thì nó lời mới nhiều. Khi nào lời nhiều á thì mình mới bố thí được nhiều. Cái nói vậy cái nghe vậy cái gì nói với mẹ nó, bây giờ con tính bố tính mà làm cái thương buôn hàng hải đi qua nước ngoài để buôn bán để có tiền nhiều để mà bố thí và nuôi mẹ. Cái bà mẹ mới nói con thì không biết, cho cha con hồi đó cũng làm cái nghề hàng hải đi biển đó, rồi thành ra sóng gió quá rồi chìm chết, nên mẹ bây giờ sợ cái người đi biển lắm, con không có được quyền đi biển, mà con muốn buôn bán cái đó là mẹ không có cho. Cái mẹ không cho, nhưng mà ông cũng cố tình ông mà tránh tinh tấn dù thành hay bại mà cứ một đường tín ngưỡng của mình. Thì ông tin tưởng vậy cái ông phát tâm vậy cái ông cũng mà sắm cái thiền cái ông sửa sạn đi, cái ông phóng xuống thiền. Cái bà mẹ bà nắm lại bà không cho đi, cái ông nắm lại không cho đi, cái ông xô bà mẹ đang ông đi đó, xô bà mẹ cái đi, cái bà mẹ té cái đi, cái buồn bán cái ra ngoài ngoại cái ra ngoài biển đó, cái cũng bị chìm với chết. Cái tìm chết cái linh hồn ông mới đầu thai trở lên được cõi tiên, bị ông làm phước hết gia tài không à. Cái lên cõi tiên đó được, mà cái cõi tiên ở trên đó có 2 cái người nữ ở trên cái cõi đó tiên đó. Ông lên cái nói ông làm phước mà được có cái công đức phước đức nên về cõi tiên, 2 chị em tôi là 2 người tiên nữ. Phải mà hầu hạ phục dịch ông và tôi làm vợ ông. Cái ông vô đó ông ở mà cái phước ông có nhiều đó đó, phước ông cho con lần cái rồi sau cái ông đổi cái khác rồi. Nên ông lên ông ở cái có mà tháng gì cái hết cái phước rồi, cái thằng nó khiến cái ông nhớ cái chỗ khác, ông nói bây giờ lên chỗ khác chứ cái chỗ này ông biết rồi hết vui rồi. Cái ông mới mà đi cái bỏ đó ông đi. Ông bỏ ông đi cái đi lên tới một khúc nữa cái gặp 4 nàng tiên đó ra cái chào rước ông, nói bây giờ tôi là có 4 phần là hầu hạ làm vợ ông mà vì ông vô đây ông ở với tôi. Cái ông vô ông ở đó cái có mà một thời gian gì cái ông hết phước nữa rồi. Cái phước mình hưởng thí dụ mình làm hồi đó trong vòng 2 tháng đó, cái 2 tháng cái sao hết phước cái ông bỏ cái ông đi. Ông bỏ ông đi mà thành ra ông đi nữa cái ông đi ra ngoài cái sụp xuống dưới mà cái linh hồn nó chết, nó rớt xuống cõi tiền, nó rớt xuống dưới địa ngục luôn. Ở cõi tiền được có mấy tháng là tại vì phước mình về cõi tiền phước lớn, nhưng mà mình làm mau nghỉ nên nó mau hết xuống dưới phước nó trở xuống dưới rớt xuống dưới địa ngục. Xuống dưới địa ngục cái ông mà ra vô cái địa ngục vô gián đó, cái địa ngục đó nó có cái nòng sắt, cái nòng kim cô đó, cũng như cái nòng của người ta thấy lên tại thiên đội đó, thấy lên đầu ông cái ông cái nòng đó nó xiết lại cái đau quá. Cái ông hỏi gì chứ tôi bị cái cảnh địa ngục này mà để mà hành tội bằng cái cách nó niền lên đầu thì là cái tội bất hiếu, mà vậy chứ cái tội bất hiếu của tôi mà bị niền thì bao lâu mới được mà mở ra vậy? Thì mà mấy ông cho biết cái này tôi cho ông biết, có nghĩa là cái địa ngục này nó có một cái nòng một,
mà nếu ông vô cái ông niền cái bị cái niền này nó hành hạ đó ha, thì chừng nào có người có tội bất hiếu ở trên đó mà đi xuống nữa, bị cái nào ở đây có một cái nồng hả, có người khác nữa rồi thì ông được tháo ra, được tháo ra thì được mà trở lên thông thả. Cái ông nói cái niền này tôi thấy đau cực khổ quá hả, mà tôi thì cũng có cái tấm lòng thương mà chúng sanh, nên ông đi buôn bán ông cho không đó, ông có lòng từ bi hỷ xả lắm. Cái ông nói bây giờ tôi bị cái niền này tôi đau khổ quá mà tôi không muốn chúng sanh nào được đau khổ như vậy, thì nay tới có ai mà bất hiếu gì mà đi xuống đây đó ha, thì xuống đây thì nhờ ông mà cho người ta về. Nói bây giờ có người đội thế, đội thế cho các ngươi rồi, thì các ngươi nào có tội gì hết để có người đội thế rồi, nói với người ta vậy đó thì tôi lãnh hết. Nói vậy cái nói cái tâm ổng lớn quá đó, cái người có bởi mấy cái câu nói một lời nói mà có phước muôn vàng, cũng lời nói mà tội mang vô số. Ổng nói cái tiếng đó mà có phước rộng tới bằng cõi trời, với lớn quá cái niềng đó đức, thành ra ổng nhờ nói cái đó mà cái quả khổ của ông, quả bất hiếu của ông đó đã bị đứt khỏi cái mê mang, mà lại thế chúng sanh này cũng khỏi có, không có còn cái tội bất hiếu, không còn bị niền nữa, bị cái niền nó đứt bể luôn rồi. Cái người tu á, cái phước đức tùy theo cái tâm nguyện của mình đó, cái tâm mình rộng lớn tới cỡ nào thì cái phước đức cái cỡ đó, chứ không phải là bố thí một cái món vật đó là thí dụ mình bố thí 100 đồng, còn người kia cũng bố thí 100 đồng. Mà mình có cái tấm lòng mình nói rằng tôi có 100 đồng tôi bố thí 100 đồng, chứ phải tôi có ngàn cái tôi cũng bố thí hết ngàn, mình tính như vậy thôi thì cũng ghi phước được ngàn. Còn này ông kia ông có 100 đồng bố thí, ông nói tại vì không có bạc đổi, không có bạc nhỏ, lỡ đưa 100 chứ tôi tiếc, tôi tính bố thí 10.000 là vừa rồi, vậy là cái phước mình được có 10. Còn cái ông này cái phước cái tâm ông tưởng tượng quá cao, thành ra cái phước đức nó được cao. Bởi vì cái người mình tu á thì ông Thanh Thủy không nói là lo cho sanh chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân, tình tiên Phật này hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Thì cái ông hồi nãy ông chặn A Ca đó ha, ông nói vậy cái ông xuất về cái cõi tiền, rước ông về cõi tiền, cái đó là tiền thân Đức Phật Thích Ca. Sau này ông là ở trên cõi Phật Thích Ca đó, Bồ Tát Hậu Minh đó, Hậu Minh ông sao Bồ Tát Hậu Minh, Bồ Tát Hậu Minh sau này ông chuyển xuống làm Thái tử Sĩ Đạt Ta đó. Thì như Đức Phật, cái công đức của Đức Phật thấy, quý vị thấy gì mới là cái công đức, chứ những người bố thí tiền bạc không thì kêu là phước đức, mà phước đức mà đi quý hơn bạc vàng, chứ không có quý hơn cái công đức được. Phước nhiều tiên cảnh lên dài, nếu mình làm phước không á, mà không có tu huệ thì mà chỉ mà về cõi trời thôi. Cõi trời là trong vòng lục đạo thì 6 con đường mà đi đó, khi nào mình chết là mà đi về 6 đường. 6 đường là cái đường cõi trời, là cõi tiên đó, cõi trời, rồi cõi người, cõi A-tu-la, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi địa ngục. Vậy là tùy theo cái công đức và cái phước đức và cái tội ác mình nó tùy theo cái nào mình mới vô cái đó. Lấy đó là nội cái 6 đường là từ mình mà trở xuống đó hen, là có nghĩa là mình làm ác nhiều. Mình ở khoảng giữa như có cây cân dĩa đó, cây cân xích đu hai bên đó. Nếu mình phước nhiều mà để bên cái phước nó nhiều, cái bên đó nặng thì mình vượt lên bên phước nhiều á, vượt lên. Còn nếu mình tội nhiều á, cái nằm mép bên ấy nó nhiều, cái bên đó nó nặng, nó chì xuống thì nó hạ xuống. Mà bây giờ thì ai cũng em nhớ cái biết cái câu là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Vậy thì cái nhân quả là cái câu mà trồng từ bi hái trái từ bi, gieo bạo ác lên cây bạo ác. Vậy là mình thấy cái bạo ác mình đã sợ rồi. Nhưng có người sợ thì nhưng mà không biết cái cách để mà mình tránh khổ, như trong buổi khổ mau mau tránh khổ, hay rầm vào đến chỗ an cư, học câu hỷ xã đại từ. Thì mình biết cái cõi mà này khổ thì mình muốn tránh khổ phải tầm vào những chỗ an cư. An cư là không còn mình, lòng mình thanh tịnh, không còn trược nhiễm trần ai. Thì cũng như cư trần bất nhiễm là người thánh, mình muốn làm thánh thì mình đừng có nhiễm cái cõi trần này. Cõi trần này thì
danh lợi tình, ông Thanh Thế cho biết là danh lợi tình là mồi câu nhữ cho mình mắc câu. Vì mà lên cái chuyện đó thì mình phải biết cái cách để mà vượt nhân quả. Như có ông người đó hỏi chứ ông tu vậy thì ông có mà khỏi nhân quả hay không? Thì ông kia ông nói mà tu vậy mình tu rồi khỏi nhân quả. Thì trong khi cái ông đó ông bị đọa làm kiếp trồn 500 kiếp đó. Rồi ông kia ông lại hỏi, ở cái ông sau này ông 500 kiếp rồi cái ông lại ông hỏi ông sư khác, ông hỏi chứ tôi nói như vậy mà không biết sai chỗ nào mà nó bị đọa tới 500 kiếp, nói pháp mà bị đọa vậy đó. Ông kia nói, ông nói như vậy rồi sai có cái là bây giờ ông hỏi lại tôi đi, tôi nói hỏi gì chứ vậy giờ tôi có được phải vượt nhân quả không? Ông nói tu thì không lọt vào nhân quả, không lọt vào nhân quả có nghĩa là mình tu mình không có làm ác thì mình đâu có trả quả, mình làm thiện không thì không có trả quả ác, chỉ hưởng quả chứ không phải trả quả. Cũng như cái thơ mà ta mời mình, cái thơ mời khác, cái thơ, cái người mời bị mời và được mời nó khác. Thành cái muốn mình muốn lên thì phải như vậy, mà có người thì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình tu biết tu hiền, biết đạo đức thì mình cũng nên mà lựa bạn mà chơi, nghĩa là gần gũi những người mà biết đạo đức để mình tu thì nó có kết quả. Cũng như cái chuyện như mà ông Thạch Sanh đó, bạn với Lý Thông, bạn với những người ác thì ông phải bị nạn tùm lum hết trơn ha. Còn bây giờ cái đó thì thôi mình không có nói nhiều, coi nói về cái ông hồi đó ông Phật Ấn á với ông Tô Đông Pha đó, thì ông hai ông đó đều tu, ông bạn với nhau, ông tu hết, ông là Quan Huệ Hòa Thượng, ông là Bất Giới Hòa Thượng, mà hai ông đó ngồi cái mà đó tu, nhưng ông ngồi tham thiền nhập định. Cái ông Bất Giới Hòa Thượng ông tu nó mà ông ngồi tịnh niệm mà ông dòm ra ngoài ông thấy người ta nào là có năm thê bảy thiếp, nào là xe hơi giàu sang sung sướng rồi cái ông dòm qua ông thấy ông nói mình sao mà tu cực khổ quá, còn mấy người ta vậy ta sung sướng quá, mình nữa không biết được cái sung sướng hơn người ta hay không. Ông lo tính việc đời với cái ông Quan Huệ Hòa Thượng, cái bên ông thấy gì cái ông nói thôi ông mà còn nhớ cái chuyện trần nhiều quá hả, mai nay tới giờ bỏ đi, Đức Thầy dạy hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ, cái điều nào đáng nhớ mình nhớ, cái điều nào không đáng nhớ thì không nên nhớ. Cũng như câu Đức Thầy dạy là việc vui sai mèo mã đau đau, hãy dẹp gác nhớ câu lục tự, để dẹp gác mấy cái chuyện mơ hồ cái đi, ông mong cho có năm thê bảy thiếp rồi đó. Cái gì nói vậy cái ông nghe ông kia phiền vậy mà người ta phiền đúng mà ông mắc cỡ quá, cái ông đó ông tu cũng huệ tánh rồi nghe không, mà có thể mà chừng nào muốn đi là đi đó, muốn bỏ xác là bỏ xác đó. Cái ông Bất Giới đó ông bỏ xác, ông bỏ xác ông tịch thang, ông đi cái ông kia ông nói tại vì mình phiên bạn mà phiên không có đúng cách, là tại mình phiên không đúng cách nên nói hơi nặng người ta hay sao mà người ta giận người ta bỏ đi, đi về thế nào cũng phải đọa vào cái cảnh khổ, là trở về cái cõi ta bà, là trở về cái cảnh khổ. Có vợ nhiều nhưng khổ chứ có vợ này thì sung sướng một chứ nó khổ mười, chứ đâu phải là cái thế gian này mình thấy cái đó nó sung sướng vậy, chứ nó sung sướng có một mà nó khổ nó mười. Ông kia ông Quan Huệ Hòa Thượng cái ông thấy vậy cái ông tịch theo, là ông chết theo đó. Cái ông chết theo cái ông mà Bất Giới đó ông đi lại đó ông đầu thai lên là ông Tô Đông Pha. Tô Đông Pha cái thấy ông mà Quan Huệ Hòa Thượng ông đầu thai lên Phật Ấn. Ông lên Phật Ấn mà ông tu. Còn ông mà ông Tô Đông Pha thì ông lên cái ông làm quan, cái ông cưới vợ được tới 7 con vợ, năm thê 7 thiếp đó. Được 7 con vợ, cái bữa đó ông 6 con vợ rồi chứ cái kỳ sau đó ông tính mà ông cưới thêm con vợ nữa. Cái ông cưới thêm con vợ nữa cái ông Huệ Hòa Thượng nói cái này mình lại mà can ông cho ông chìm đắm ở trong này cái kiếp sau ông bị đọa, chứ ông có vợ nhiều là kiếp sau ông bị đọa, kiếp này hưởng như kiếp sau bị đọa. Thành ra ông Đức Phật hồi đó cũng có dạy là Đức Phật có dạy là bây giờ mình khổ thì sau này sung sướng, còn bây giờ mình sung sướng thì sau này phải khổ. Nên cái ông trở lại ông nói bây giờ ông cứ vợ thứ bảy này đi ha, thì ông phải cho tôi mà ngủ một đêm,
đêm bằng đầu đó, mới động phòng đêm đầu, đêm tân hôn đầu đó, ông cho tôi ngủ đêm. Cái ông kia vì bạn tình, ông thân với nhau quá mà ông này ông tu nữa, ông tại sao ông thèm gì thôi phải cho. Cái ông hứa cho, cái ông hứa cho mà Phật Ấn Hòa Thượng đó, đêm đó ngủ cái về cái tối đêm đó, cái ông nhúm bảy bếp lửa, cái ông nhảy qua bếp lửa, cái ông ui da nóng quá, cái ông nhảy bếp lửa nên ui da nóng quá, tới tới bảy bếp lửa gì mà bếp lửa nào cũng ông than nóng quá cái vì nhảy hoài cái tới sáng luôn cái ông mà Tô Đông Pha sáng ông mới hỏi vợ ông gì chứ hồi hôm ông Phật Ấn ông làm cái gì, cái nói hôm thì vậy đó, ông nhảy ngang cái bảy cái đống ung. Cái ông Tô Đông Pha là ông cũng người dân giỏi lắm, nghe ông hiểu nên nó nhảy cái đống ung là ông biết rồi. Bảy con vợ, mỗi con vợ là nhảy qua nó cũng nóng vậy đó, thành ra ông nói vậy. Cái ông nói ông này ông cũng phiền mình vậy thôi, bây giờ tới giờ sáng ra cái ông lại Phật Ấn đó. Ông nói bây giờ tôi thì chìm đắm ở trong này, ông khuyên tôi như vậy, ông nói vậy tôi cũng hiểu rồi. Mà bây giờ tôi muốn tu với ông thì ông phải mà dạy đạo cho tôi tu. Cái ông kia ông nói, rồi ông muốn tu thì bữa nay tôi cho ông cái tôn chỉ hành đạo. Tôn chỉ hành đạo có nghĩa là trong tháng là phải ăn tương 4 ngày. Ở đó ông chưa ăn tương, ăn tương 4 ngày. Thì cái cho ăn tương 4 ngày, cái ông về bữa đó cái ông mà có người bạn tới bữa rằm á, có người bạn đi lại rủ ông đi mà đi mà du thuyền ở ngoài biển, du thuyền ngoài biển để làm thi uống rượu mà nhảy trúng ngày 14 rằm. Cái ông nói trời ơi, ngày 14 rằm tôi mới thọ giới đây mà tôi ăn tương 4 ngày mà rồi ông mà phiên tôi đi gì không được. Cái ông kia ông Tiên Cốc Hòa Thượng đó thì ông mà ông nói tôi xin với mẹ tôi có mà có được ngày nay hả, mà ông không có chịu đi rồi mai mốt tôi xin không được sao, ông phải gán đi bữa nay, kể như mình mà phạm giới một bữa đi, linh động bữa đi. Nói qua cái ông đi, ông đi cái ông đi ra tới, ông đi ra tới biển đó, cái mỗi người làm thi nghe, nó bây giờ phải đọc một bài thi cái uống ly. Cái ông mà ông đọc lên nha, ông nói sống nước rẻ hai thì người ta đến đây thích thú lâm thai thì bốn câu vậy đó. Cái ông nói vỗ tay lên cái nó hay quá, cái vỗ tay cái uống ly cái ông nói nó gửi tới phiên ông nha, ông nọ ông làm bài thi đặng uống. Cái ông kia ông dòm lên mây, nãy bị dòm dưới nước nha, dòm lên mây nói mà mây nọ dẹt hai, trăng nọ xuất lai, thích thú lâm thai thì mình thấy trăng dẹt mây bay ở trên đó, ông nó cũng hay, cái vỗ tay cái cười cái ông Phật Ấn đó, ông ở dưới khoan thiền đó là đóng dáng đó, cái ông dẹt dáng ông bước lên, ông nói dáng nọ dẹt hai, Phật Ấn xuất lai, thích thú lâm thai làm ông mà Tôn Đông Pha ông nói thôi cái chuyện này nói mới có tới đây gặp ông Phật Ấn ông chỗ cái thiền lên ông nói vậy rồi. Ông nói rồi xin lỗi, tôi đã thọ giáo với ông rồi mà bây giờ 4 ngày tôi giữ không trọn, tôi về tôi mà ăn năn hối cải với ông lại không có dám làm nữa. Vậy là cái bắt đầu là cái vậy là ông về sau này cái tới mà về nhà đó, cái bữa đó cái ông Phật Ấn đó, bữa nay ông lại chùa với tôi nè, rồi ông ngồi niệm Phật mà ngồi thiền với tôi một bữa. Cái ông Tô Đông Pha ông hứa cái ông lại ngồi thiền, ông ngồi tham thiền và niệm Phật tịnh độ đó. Cái ông lại ngồi cái có mà một chừng xong cái chuyện ngồi đó xả thiền rồi đó, cái ông ra cái ông mà Tô Đông Pha ông hỏi ông Phật Ấn, ông nói bây giờ tôi ngồi thiền như nãy giờ ông thấy sao? Cái nói ông ngồi thiền tôi thấy sao mà giống Phật quá hà, nói vậy đó. Mình cái người mà mình nói cho biết người ta ham danh ham mà khen ngợi đó thì nói vậy đang cho ông mừng,
cái nói ông ngồi giống Phật quá, cái ông mừng ông cười cái nói vậy là tôi mới có ngồi bữa mà tôi mà giống Phật rồi đó, vậy là tôi là đắc rồi đó, được rồi hen. Cái rồi ông Phật Ấn hỏi lại vậy chứ còn ông thấy tôi ngồi sao, cái nói ông muốn hạ ông kia nghe, biết cái tánh phàm của mình này muốn hạ người ta thấp để mình cao. Cái hôm nay ông ngồi thiền tôi thấy giống bãi Phân Châu quá. Cái ông Phật Ấn ông thấy gì ông cũng cười gì ông chứ ông không nói gì chăng á. Cái rồi nói thôi hai ông về mai mốt bữa nào ông lại ngồi thiền với tôi nữa nghe. Cái ông nói thôi về. Về cái về ngang cái chùa đó là chùa Tô Tiểu Muội là em ruột của Tô Đông Pha. Cái ghé vô chùa. Nói mày ở đây mày tu vậy chứ mà mày có tu bằng ông Phật Ấn không? Cái nói ông Phật Ấn ông tu tu thì sao tu bằng ông được, ông làm sư ông trụ trì rồi tôi mới. Cái này vậy mà tao tu thắng ông rồi đó. Cái nói trời ơi ông mà thắng, anh mà thắng sao đâu nói coi. Nói thì ông kể lại đó. Nói ổng mày thấy tao giống Phật, mày nói, ngon không? Còn tao thấy ổng giống bãi Phân Châu. Thì ổng thua tao không biết ở xa không, một trận giật không. Cái nói à, ông thua chứ ổng thua gì? Nói thua chỗ nào đâu mày chỉ coi. Nói bây giờ tôi giải nghĩa cho ông nghe nha. Bởi cái thế gian này mình có khi mình giải nghĩa nó sai lắm. Còn này người ta giải nghĩa gì nè. Nói ông Phật Ấn mà dòm thấy ông giống ông Phật đó hen. Có nghĩa là cái tâm ông Phật. Con mắt ông cũng là Phật. Cái là miệng ông lời nói ông cũng là Phật. Nên ông thấy ông là Phật. Nếu mà Phật thì phải thấy Phật. Còn Phật không phải thấy ma. Cái gì là cái tâm ông là cái tâm Phật. Con mắt ông mắt Phật. Vì ông toàn bộ ông là Phật không. Còn ông thì ông thấy ông giống bãi Phân Châu đó, ông biết sao không? Vì ông là con mắt, ông là con mắt Châu. Con mắt mắt Châu, cái lại miệng ông cũng là miệng Châu. Nên ông nói ra, ông nói Châu không à. Vì miệng Châu mà ông nói Châu không. Thành ra cái đó thì cũng như cái mẫu chuyện mình muốn nói ra. Để mình biết cái thế gian mình đó thì mình đừng có mà hạ nhục người ta để mình đưa mình lên. Nếu mình đưa chừng nào qua cái câu ở ngoài đời người ta nói là ngậm máu phun người, ắt dơ miệng mình. Trong khi mình ngậm máu mình phun người ta cho người ta dính máu, ai dè cái miệng mình nó dính trước. Còn này mình muốn hạ người ta cái giải nghĩa ra thì người ta không có dính dáng gì cái trơn. Nói ông Trâu ông không có dính dáng gì cho ông Trâu, ông cười cho ông không có buồn bực gì trơn á. Còn ông này ông nói ông tưởng thắng ta ai về đâu, bây giờ giải nghĩa cho ông thua. Cái vì là ông nói về cái ông Phật Ấn thì muốn cái mẫu chuyện nào cũng vậy nữa. Nên mà phải có cái bình luận sao là mình muốn tu hiền thì mình mới tập cái đức tánh là lo cho sanh chúng, thương cho sanh chúng. Như nãy tôi nói mẫu chuyện trước là ông chàng A-ca đó thì cũng lo cho sanh chúng. Thì rồi cái tới ông Phật Ấn này thì mình là làm bạn với gần mực đen, gần đèn ngày sáng, gần với ông bạn đạo. Thì ông tu, ông đắc đạo. Thì khi ông trở lại, ông cứu mình. Cái thế gian này thì Đức Thầy đã đáng tu đắc đạo cứu của quyền, thắt chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn về công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Cái người mà tu hiền á, mà mình đi chơi gần với người ta thì có ngày người ta mà dạy mình những cái pháp môn tu, những cái cách môn tu cho đúng và gần gũi với Phật. Thì mình phải biết vậy, nên hàng ngày Đức Thầy dạy mình á, sớm với chiều gắn trí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dựa kế. Trong khi mình làm cái việc gì mình không biết nó, kêu muốn làm việc gì cần biết kết quả nó về sau. Trước khi làm việc gì cần biết kết quả nó về sau đó. Thì trong khi mình cúng lại đó, thì Đức Thầy có dạy mình đó, thì pháp môn cúng lại, pháp môn niệm Phật. Mà mình niệm Phật làm sao cho đến nhất tâm bất loạn, thì cái nhân quả niệm Phật thì thành Phật. Mà theo ma được ma dắt, mà Đức Thầy nói tránh bốn ma mới được an nhàn đó. Tiểu nhiễm vào thân thể bất an, sắc mến nói ngày kia lao khổ. Vì Đức Thầy có nói cho mình biết, có nghĩa là uống rượu mà nó là cũng là ma ha, rồi sắc cũng là ma. Thì trong cái bốn ma đó thì mình nên xa lánh, còn mình nên gần Phật. Mà bữa nào gần Phật mình cúng lại đó, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình mà tưởng Phật nè. Nam Mô Thập Phương Pháp Thập Phương Phăng là 10 phương Phật, 10 phương Pháp, 10 phương Tăng. Hằng ngày nào mình cũng có mà liên hệ với các chư Phật, các mà
chư thần, các chư thần là năm non bảy núi đó, các chư thần năm non bảy núi mà cảm ứng thiên minh thì trong khi mình cúng lại mình phải biết kết quả. Đức thầy nói sớm chiều gắn thiết nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự kế. Thì vì muốn được tòa chương dự kế, tòa chương là tòa là bông sen, những muốn là ngồi được lên bông sen thì trước nhất mình phải gieo cái giống. Gieo cái giống là cũng như trồng từ bi đó, thì nữa mình mới có được hái trái từ bi. Chứ đừng nên gieo bạo ác. Nếu gieo bạo ác nãy trước thì cũng nói cõi âm thần bệnh thái dịch ôn chờ mãn phước đa tay bể họng đó. Thì có người mình thì cái thế gian này có. Phần này thì chúng tôi cũng xin trình bày vài đoạn để cho toàn thể chư đồng đạo chúng ta cùng chia sẻ mà tu trong cái theo cái đời hạ quân đã sắp hết. Vì ông sư giải bán khoai thì ông nói rằng hạ quân đã giáp tý bằng nay, cơ trời là khiến lập đời thượng quân. Thì hôm nay thì quý vị đã thấy được cái lời của ông sư giải bán khoai đã nói đặng đầu rồi. Thì kế đằng tiếp thì tại vì có một số người người ta không tin là Phật thầy là một ông Phật nữa. Ủa không, không tin ông sư giải là ông Phật. Cho nên ở đây ngài nói rằng là mặt tình nam nữ đông tây, tức là nói chung trên cấp trên cái mà khắp cả hoàn cầu thế giới này, nếu ai tin ngài thì tin, còn không tin thì tùy duyên. Chớ không là nhiều người thì bàn tán rằng nói là như ngài đã nói nè, ai tin thì xúm coi ngay hay khùng, tức là nói ngài ngay khờ là khùng dạ gì đó. Cho nên thì mặt tình, mà thầy ông và những đoạn trước ông có nói rồi, mặt tình bá tánh có dùng phải không, thì chép lời của Phật, của thầy, dành lời của các ngài để chúng ta thấy được chúng ta tu. Rồi vì trong cái những cái mà thi thơ văn và giảng xưa mà đồng đạo chúng ta có khi nào rảnh rỗi nào hồi xưa kìa, chứ bây giờ thì khỏi rồi, bây giờ trước thì nó khó khăn đó. Thì Đức thầy cũng kêu mình phải là ai làm phước in ra mà thí nha. Còn bây giờ thì nói thật cô bác anh chị, mình chỉ cùng nhau chung chia sẻ thì cùng nhau lo tu tập, đó là cái điều quý nhất trên cái cõi hạ quân này. Chớ bây giờ sấm giảng và thi văn nó nhiều quá nhiều rồi. Người đời bây giờ thì quý vị biết đó, bây giờ thì cái cuộc đời thì nó sẽ sắp biến chuyển tất cả những gì để cho đồng đạo chúng ta thấy, thì chúng ta được niềm tin hơn. Cũng như quý vị thấy không, mình nói để cho quý vị thấy cái đã có hay không thôi. Cũng như không biết cái này là của giảng xưa hay là của Đức thầy mình. Nói gạo năm ở mà gạo 5.000 một lít á, thì giải lót đít mà ngồi, thì quý vị thấy không, cái thời gian từ khi mà gạo 5.000 một lít rồi đó thì tới bây giờ đó, giải sồ thôi trên thế giới này nó bao la, nó rộng, nó bao la rộng rãi luôn nhá. Biết rồi, cái người nghèo đó, người ta không may nữa, người ta chỉ ra chợ cái người ta mua bộ đồ vô cái ta mặc cái nó rẻ rề. Không có giả cái đó thôi, thì mình thấy cái biến chuyển đó, cái mà thay đổi cái từng quần thôi, thay đổi cái sự ăn uống mặc ăn mặc thôi thì nó cũng thay đổi, chứ đừng nói rằng cái cuộc đời hạ quân không thay đổi. Vì ở tổng đạo chúng ta hãy nhớ rằng Đức thầy hay là ông sư giải bán khoai hay là các vị tổ ngày xưa cũng thế thôi, không khi nào các ngài nói dối với chúng ta, mà các ngài khuyên đồng đạo chúng ta nên cố gắng tu lo tu đi, rồi thì chúng ta mới thấy được cái gì mà hay ho trong cái ngày mai mà chúng ta sẽ chuẩn bị để mà đón tiếp. Chứ bây giờ mà đồng đạo chúng ta không tu rồi, cũng như ông nói cái chỗ này đi, trẻ già ai muốn thì dùng chép ra mà rải phước chung cả nhà. Quý vị thấy không, nếu mà đồng đạo chúng ta tin tưởng rồi, chúng ta chỉ hôm nay là thì cũng có quy tắc của các cháu rồi, thì đồng đạo chúng ta đâu có cần chép, mà chúng ta chỉ cần nghe, đã cậy để cần nghe rồi cần trao đổi, rồi có cái gì mà đồng đạo chúng tôi nói mà sơ suất thì quý vị được là chỉnh sửa, thì những gì mà mình đã nói không đúng theo ý nguyện của các ngài, mà dễ gì cô bác anh chị ơi, thì Đức thầy nói rồi đó, lời ta nói có ngàn lắm nhỉ, để đây rồi chúng bị hiểu lầm. Điệu đờn chỗ khúc quyền thăm nhà nghề chọn bản tri âm đâu nào, chúng ta chỉ chọn những cái câu giảng nào và cái lời nói nào của chư Bồ Tát
lời nói nào cũng sâu giả bán khoai, để chúng ta đem vào cái một câu thôi, ha, một đoạn thôi, để cho chúng ta thấy mà chúng ta trao và sửa thì chúng ta mới đi đến con đường cứu cánh và giải thoát cho chúng ta. Mà ở đây thì cái đoạn này thì ông ba nói rất là dễ, đồng đạo chúng ta, ông sư giải khoai nói chứ, bây giờ đồng đạo chúng ta dễ tu biết nhiêu. Nói ông ngài nói rằng chép ra mà giải phước chung một nhà, rồi nguyện cầu vững đạt hoàng gia, nam trào thạnh trị, minh hoàng thánh dương. Tới này là ngài nói cho cái ngày mai rồi đó. Bây giờ ở đây thì ngài nói là nguyện cầu vững đạt hoàng gia, tức là nói ngày mai là nước Việt Nam cũng trong chúng ta đó sẽ có là thánh dương ra đời. Mà thánh dương này thế thì tức là Phật dương rồi, và tức mà thường thường đồng đạo chúng ta cúng đó, trong bài cúng cho nên Phật dương độ chúng thì thế giới mới bình yên, thấy không? Mà khi nào là nước Việt Nam chúng ta đã có được cái chỗ là nam trào thạnh trị minh hoàng thánh dương đó, thì chừng này tới chừng đó quý vị sẽ thấy cái cuộc đời nó thay đổi như thế nào mà thôi. Chứ bây giờ chúng ta không tu thì chúng ta làm sao thấy được cái sự thay đổi? Bởi vì Đức Thầy đã nói rồi, cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp đó, mà bây giờ hay là mỗi thiên cơ mỗi phút mỗi thai rồi mà chúng ta không có tu bây giờ thì làm sao ngày mai chúng ta thấy được cái những gì mà ông sư giải bán khoai ông nói trong cái đoạn này? Vì ngài nói rõ ràng, ngài đã là nói cho chúng ta biết đó, ngài tiên đoán cho chúng ta biết đó là ngày mai có cái gì trong đây. Mà ngài nói rằng đó là các nước chư quốc chư khiêm nhường, minh dương trị nước như đường cao tông. Hồi xưa thì như đường cao tông thì hồi xưa quý vị thấy ông vua Đường không? Ông trị tới bao nhiêu trăm năm. Mà cái dòng dõi của vua Đường đó, hồi đó là đường cao tông đó, hồi xưa đó là quý vị biết là bao nhiêu cái đời vua của nhà Đường, đã hết người này thì này nào nó nghiệp thì người kia nó nghiệp tới hoài. Mà trong thời gian đó là đường cao tông ngày xưa quý vị biết là bao nhiêu cái sự thịnh thành trị. Cho nên ở đây đó thì đức ông sư giải khoai muốn cho đồng đạo chúng ta có một cái niềm tin hơn, để cho là quý vị thấy rằng bây giờ đó thì không khó, bây giờ thì ta chưa có tùng phục mình. Mà Đức Thầy ông bây giờ ông nói rằng các nước chư quốc khiêm nhường, cũng như thầy chúng ta nói thôi, là cái ngày mai của thế giới này đã đổi tới cái thần nguyên thánh đức đó, thì các nước đó là phải là cống phẩm cho Việt Nam chúng ta. Mà Đức Thầy nó nói rằng ngày sau các nước chư châu phục tùng, các nước trên thế giới này sẽ là phục tùng nước Việt Nam của chúng ta. Mà nếu mà không có ông vua mà được minh dương được thì làm sao mà có được cái sự là chia sẻ cho là tất cả thế giới này? Bởi vì sau này chỉ quý vị thấy đi, Đức Thầy nói rồi là xa ngày bây giờ thì một trăm mấy chục nước hay giờ hai mấy trăm nước rồi đó, mà ngày sau chỉ còn có 18 nước mà thôi đó. Cho nên là quý vị chúng ta muốn tu để mà kiến diện được 18 nước đó, thì chúng ta phải cố gắng lo tu mới được. Cho chúng ta không lo tu thì tôi tin tưởng rằng đồng đạo chúng ta không thể nào mà thấy được cái việc mà của các ngài ở ngày mai. Mà ngài nói rằng nam trào Phật ngữ rất đông đó, quý vị thấy không? Ngày sau là Phật không chứ đâu phải là như mình bây giờ. Cho nên là trong ông ba cũng có nói, mà Đức Thầy chúng ta cũng có nói, ngày sau thì nam trào Phật ngữ rất đông, vua lên chánh điện lê dân với thái bình. Bây giờ đó thì coi như là chúng ta chỉ có là chính phủ đó, là có chính phủ rồi có thủ tướng thôi, chứ chưa có được vua. Mà chừng nào mà nước Việt Nam của chúng ta có vua đó, thì quý vị biết đây là cái lời tiên đoán của ông sư giải bán khoai, nói đất nước Việt Nam của chúng ta sau này phải có vua. Mà có vua rồi thì chưa là chúng ta mới được cái sự thái bình đó. Chứ đâu phải mà như bây giờ đâu. Bây giờ thì quý vị thấy không, nói đúng hơn thì cái sự lo lắng của chúng ta nó rất nhiều đó. Nội cái là sống mà thiếu đi cái kinh tế thôi, thì quý vị thấy là con người chúng ta cũng khổ sở. Mà thiếu đi cái nguồn lực là đạo đức rồi thì chúng ta thấy rằng cũng có rất khó khăn cho cuộc đời.
hạ ông ơi như thế nào rồi. Mà ở đây thì ngài có nói đó là bây giờ bốn phía chiến tranh đó, rồi trách lòng bá tánh không tin Phật trời, cứ lo bẻ nạn chống trời, chừng nào gây chừng nào gãi nạn thì chừng nào gãi nạn đã rờ thôi thì thôi xa trần. Quý vị thấy không, miễn mà bây giờ mà đồng đạo chúng ta không tu rồi đến chừng đó rồi sao chúng ta tu, chúng ta thấy được cái gì? Mà đạo ngài nói rằng chừng bây giờ cứ đồng đạo chúng ta bây giờ cứ không lo tu bẻ nạn chống trời không à, cái nào cũng sư giải không khoan không than thiệt. Nhưng mà có nhiều khi đó đồng đạo chúng ta nói sao mà ông sư giải không khoan nói này nó nọ cho mình này kia cái nọ, sao trách mình này kia, không có đâu. Trách gì là thương đó, thằng người thương dân ngài mới trách, thương đồng bào nhân loại ở trên cái thế giới này cho nên ngài mới trách mà thôi. Để cho trách để cho chúng ta tu, mà quý vị thấy mình có tu hay là không tu mới được đây nè. Ngài nói rằng cứ lo bẻ nạn chống trời, chừng nào gãy nạn ôi thôi xa trần, xem đi xét lại mấy lần, bây giờ tỏ hết cho trần hạ nghe, một cây chống chẳng nổi bè đó, rồi một người chèo chẳng nổi ghe chài mười đó. Quý thầy thấy không, miễn mà bây giờ mà đồng đạo chúng ta không có đoàn kết chung lưng xây cật với nhau, không lo bảo vệ cái sự đoàn kết thương yêu với nhau, không lo tu rồi thì quý vị thấy khổ không? Rồi bây giờ mình nói ở chỗ này đi thì quý vị thấy nè, đất nước Việt Nam mình đó, nếu mà nói thật sự quý vị đó, quý vị chỗ này quý vị gắng tu được rồi, giả sử bây giờ quý vị thấy không, cái sự động đất đó, nó thật sự đó, nước Việt Nam chúng ta không có động đất đâu. Trên đài phát thanh Hậu Giang đó, người ta có nói đó là ở tại miền Trung mình thôi, thấy không, là cái tỉnh ở miền Trung mình đó, có một cái tỉnh đó là hồi cái một năm vừa qua rồi đó, hơn một năm vừa qua rồi đó, cái động đất trên 100 lần, 100 chỗ đó, chứ không có động đất đâu, thấy không? Nhưng mà người ta chỉ là rung rinh hay này kia cái nọ thì cho người ta giật mình mà thôi, thấy không? Đó, tại vì mình đã có chỗ này là đất Việt Nam mình có đó có Phật rồi. Còn như bây giờ quý vị là so sánh lại với trên thế giới đi. Thôi vì không nói gần, bây giờ người ta có thể có rồi. Bây giờ nó nói thẳng luôn là chỗ này cũng như Thổ Nhĩ Kỳ với cái nước gì Syria gì đó, thấy không? Quý vị thấy không? Sụp đất rồi là trên mấy chục triệu dân. Quý vị thấy rõ ràng không? Không biết bao nhiêu cái người dân mà là chết mà hiện giờ đó. Quý vị thấy không? Cả miễn 60 triệu dân rồi thì quý vị thấy cái nước Việt Nam 60 ngàn triệu dân chứ không phải 60 ngàn dân. 60 ngàn, quý vị thấy như rồi bây giờ nước Việt Nam mình so sánh là được nhiều người. Chúng ta chỉ có 9,999 gì đó hả? 90 triệu dân à? Có 50 ngàn dân. Quý vị thấy không? Mà bây giờ quý vị thấy không? Cả hơn một tỉnh của mình chết á, cái nước đó quý vị thấy giờ thì bây giờ như thế nào thôi. Mà bây giờ quý vị thấy không? Bây giờ giả sử nè, đồng đạo chúng ta không chịu tu rồi thì chúng ta phải có khổ như chỗ đó được hay không? Thì ở đây đó thì mình chỉ nắm theo ông ba đức thầy mình thôi, phải không? Đức thầy nói đó, dầu có nước Việt Nam của chúng ta có khó khăn khổ sở như thế nào đi nữa thì người tu đó thì chắc chắn rằng sau này đức thầy nói rồi là mĩnh miễn mà người tu thôi thì muốn xem được hội Long Đình đó, thì là phải ráng sửa mình cho trơn, mà Long Đình là cái hậu gì mới được, phải không? Cho nên chúng ta phải làm sao thấy được tu để thấy được cái hội Long Đình. Rồi đức thầy nói nữa, tu làm sao chúng ta thấy được cái ruột năm non, thấy không? Thầy nói rồi, ruột năm non mà có các đài. Bây giờ hay này, tại vì nói luôn một câu thì thầy nói sao quý vị biết, là thầy nói rừng lâm cây đá thấy ngày nay, thấy không? Nó bây giờ quý vị lên trên núi thôi, thấy rừng không chứ thấy gì đâu, phải không? Nhưng mà ngài sẽ khẳng định cho chúng ta biết rằng ngày mai sẽ có, là trong ruột năm non có các đài. Mà trong đây đó thì chính là
trên thư viện Phật giáo nó có nói rồi đó, là có năm có ba vị tiền bối của chúng ta đã đi vào ruột năm non nhưng ra không ai nói gì hết. Dạ, có chứ. Tại vì như mình nói, như bây giờ là ông Bát Nhã Lan với một cái người Mỹ, mà người Mỹ ở Đồng Tháp, hồi xưa vô làm là quân đội Đồng Tháp đó, có đi vô ruột năm non một lần, về nhà gì ông cũng không nói hết, còn về nước luôn, ông về Mỹ luôn, ông về ông tu luôn tới giờ luôn. Rồi cái ông mà ông liên lạc Đức Thầy là ông Tổ Quả, Tổ Mã gì đó, Tổ Mã cũng đã có liên lạc rồi. Thì quý vị tại sao chúng ta không tin ba vị này? Những cái đồng đạo sau này nói thì tôi không tin được đâu, thấy không? Bởi vì ta chỉ ăn cắp là lời của mấy ông này nói lại đó, mà sự thật quý vị đó nghe mấy ông sau này không được. Bởi vì người ta lên rồi, người ta đi vô năm non rồi gì, người ta cười người ta không nói, thấy không? Ta đi vô năm non rồi gì ta không nói, nhất là ba người tiền bối ngày xưa đó, là ông Tổ Mã, rồi ông mà Bát Nhã Lan, rồi ông người Mỹ của quân đội ngày xưa của Cộng Hòa, cho chế độ Cộng Hòa đó. Thì chú cái người Mỹ đó nghe trên tự viện nói là tại ông đó còn cái đó mà ông cũng mà thích để mà nhìn cái những gì mà ngày mai sẽ có hay không, thì ngài cũng xin với mà trong cái quân đội đó để ngài đi coi sao. Ngày đi rồi cái ngày về cái ngày ra được rồi cái ngày đi về Mỹ luôn, chứ ngày không coi gì ở Việt Nam nữa. Mà nghe lời cô bác nói là cái ông đó ông về bển, cái ông tu luôn chứ không có làm quân đội nữa. Yeah. Tại vì người ta thấy những cái sự màu nhiệm, mà tại vì á là đồng đạo chúng ta đó không nghe lời là ông sư giải Bán Khoai, là tại vì mình đọc giải sư giải Bán Khoai, nhiều khi đồng đạo không chịu nghe, rồi đồng đạo đâu có thấy được cái gì mà đồng đạo chúng ta tu. Mà ngài đã nói cho chúng ta biết rằng đó là bây giờ bốn phía chiến tranh, trách lòng bá tánh không tin Phật trời, cứ lo bẻ nạn chống trời. Chúng tôi xin đọc lại để cho đồng đạo thấy rõ ràng đó. Ông sư giải Bán Khoai không trách thiệt nha. Chừng nào bẻ nạn chống trời, cứ lo bẻ nạn chống trời, chừng sao gãi nạn ôi thôi hết xa trần. Tới chừng mà đó rồi đâu có thấy nữa, chết hết rồi ai thấy gì nữa đâu. Bởi vì đây là ngài nói câu nói là, cho nên cô bác anh chị mình nghe kỹ là chỗ này nè, chừng nào gãy nạn đó thì ôi thôi xa trần rồi, hết ở thế gian rồi, bị chết rồi gọi là ở đâu nữa, phải không? Cho nên bây giờ chúng ta nghe ông nói gì, chúng ta giật mình, chúng ta tu chúng ta mới thấy được là ngài nói câu nói thật là rốt ráo cho cuộc đời hành đạo của chúng ta. Mà ngài kêu gọi nè, xem đi xét lại mấy lần. Bây giờ tỏ hết cho trần hạ nghe, một cây chống chẳng nổi bè, một người chèo chẳng nổi ghe chài mười. Người đời như thể trái mùi, mặt tình già trẻ đến mặt tình già trẻ đến lui hai đường. Đó, bây giờ ông nói rõ ràng không? Ông đâu có nói với ghét quá ghét mình đâu. Ông nói là ông trách là cô bác đồng đạo chúng ta không chịu tu. Rồi ông còn nói nữa, mặt tình già trẻ tới lui hai đường. Bây giờ chúng ta đi đến thì con đường là cứu cánh giải thoát. Còn chúng ta không chịu nghe lời ông thì chúng ta sẽ khổ sau này. Mà cái khổ sau này quý vị biết không? Nói sự thật đó, thì bây giờ đó, những đồng đạo tao lên YouTube này, tao nói đã đời tới đời này kia nọ đùi hết trơn á. Nhưng mà sự thật thì không biết tới như thế nào thì đây mà chưa biết ha. Nhưng mà sau này đó ha, nội cái là nước lửa thôi, nó thật với quý vị đó ha, là khổ hơn cái gì nữa. Rồi âm binh nữa, cháy loàn nữa ha. Rồi cái mà gắn kia tên gọi mãng xà đó, trên rừng nó xuống nó tha dương trần, ôi thôi quá sẽ khổ rồi. Mà bây giờ cái khổ đó ai chịu tin không này, thấy không? Cái đó là lời của Đức Thầy mình nói đó, mà ai chịu tin không mới được. Phải tin đi, nói thiệt không phải tin rồi. Thì từ hồi năm nay gần 84 năm rồi, thấy không? Bữa nay là năm nay là năm qua năm 84 rồi, cái năm rồi mình Đức Thầy ra đời mở đạo. Trong Việt Nam mình có tu được 50% người không? 2 triệu tín đồ mà tu chưa được
mà 1 triệu người nữa là làm sao được. Bây giờ so sánh nói ghè ra nghe mắc cỡ với tôn giáo bạn người ta, ở nay ai cũng làm chứng minh nhân dân hay là mắc cước gì đó, khai Phật là đạo Phật đạo ông bà không à, quý vị thấy không? Hòa Hảo không chịu khai nữa, quý vị thấy không? Thành ra làm sao mà thấy được cái chỗ có niềm tin đối với lời của các ngài. Thì các ngài đã nói cho chúng ta biết rằng đó là mặt đời đà như thể chỉ mành treo chuông, cho nên Phật khiến chuyện buồn cho dân. Tôi buồn đó, bốn phía không an, kẻ giữ hết 8, người hiền còn có 2 à. Đó, quý vị thấy không, rõ ràng không? Đó, thì cũng như trong cái giảng mà Đức Thầy cũng có than rồi, Đức Thầy cũng than vậy á. Thì ở đây thì ông nói rằng người giữ thì hết 8 mà, kẻ hiền còn có 2 người à. Thì quý vị thấy không? Thầy than ở chỗ này thôi, thầy nói nè, cái ông hồi xưa đó cũng có nhiều đồng đạo nói này. Người ta cũng nói thường ta nói đạo Hòa Hảo hồi đó sao đông quá, giờ sao thưa thớt quá trời ha. Cho nên giống ngay lời người xưa nói mà bốn đạo thì đa, hôm nay bốn đạo đông à, ngày sau sửa lựa lại sụ dông không có đầy đó. Mà bây giờ mình thấy rõ ràng rồi, đồng đạo chúng ta nè, bây giờ đó vì cái gì của bác chị mình không, vì cái danh, vì cái danh cho bản thân mình, vì cái lợi cá nhân của mình, vì cái sự tranh chấp cống cao ngã mạn, vì cái sự tham lam trong tâm của chính mình, rồi không đem lại cái hạnh phúc chung cho toàn thể mọi người. Rồi chúng ta đã chỉ gì mà như lời thầy nói thôi, mãn lo gây gỗ tối ngày, không có lo tu hiền gì trơn trời. Thầy than mà đồng đạo chúng ta không nghe. Thì thôi bây giờ thì cái đoạn giảng của ông ba đó, của ông sư giải Bác Khoai chứ, ông nói như thế đó đó. Thì hôm nay chú cháu tôi để trao gửi đến quý vị. Đây là gửi đến quý vị, của quý vị phải đi tìm cái cuốn mà cuốn sư giải Bác Khoai đó, thì quý vị mới đọc lại từ câu lại. Chúng tôi thì đọc lại không có rành hơn, mà quý vị cần nên đọc lại cho nó rành hơn đi, rồi đồng đạo mới thấy được cái niềm tin của chúng ta, tin tưởng rằng ông sư giải Bán Khoai như ông đã tiên đoán như thế nào, để cho đồng đạo chúng ta cố gắng tu tập. Thì trong cái đời này đó thì như là người xưa đã nói đó, là cũng như là thầy mình nói đi, chỉ mành treo chuông rồi ha. Thì bây giờ gắng đi, đồng đạo chúng ta ráng tu. Nếu mà không tu thì ở đây kết luận cái lời của sư giải Bác Khoai, thì chúng tôi mượn lời thầy Đức Thầy nói đó là nếu không tu chừng khổ cũng ưng. Thì đồng đạo chúng ta này